Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng 27 tháng 10, tâm bão Trà My, bão số 6, đang ở cách Đà Nẵng khoảng 95 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Trà My mạnh cấp 9, 75-88 km/h, giật cấp 11. Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h. Tại Đà Nẵng, nhiều tuyến đường đã có cây xanh bật gốc vì gió to. Theo ghi nhận, tuy mưa không lớn, nhưng gió mạnh khiến người đi đường gặp khó khăn. Trên sông Hàn, nước dâng lên cao. Đoạn cuối sông Hàn thuộc phía đường Như Nguyệt, nước cao ngang mặt đường. Nhiều thời điểm sóng lớn đánh qua đoạn đường này cao tới 2 mét. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên báo Tuổi Trẻ thì đang có mặt tại khu vực đường Như Nguyệt ở dưới chân cầu Thuận Phước của thành phố Đà Nẵng. Thì do ảnh hưởng của Trà My, trên khu vực này thì sóng rất là lớn. Một cái tuyến vỉa hè rất là dài đã bị sóng đánh bong hết các cái đá cũng như là cái gạch. Cùng với đó là các cái trụ điện thì nhiều cái trụ điện cũng bị đánh sập. Trong cái đó thì ở trên đường thì nước cũng đã ngập khá là sâu ở cái khu vực này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ sáng tới chiều ngày 27 tháng 10, các quận trên đất liền Đà Nẵng sẽ đón gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, mưa lớn tổng lượng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Dự báo trong sáng nay, bão Trà My sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 10 giờ sáng nay, tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Nam, đi về phía vùng biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, cấp 7, sáng ngày 27 tháng 10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 mét, biển động mạnh.